Hoàng Phương chào quý giả nha. Chúc quý giả buổi sáng là năm mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Khung cảnh buổi sáng ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm đây. Đây là xa xa là cái đồi, núi và cái chùa rất là đẹp. Khung cảnh đẹp quá quý giả ơi. Đây Hoàng Phương là quý giả xem đây, ngôi chùa rất là đẹp. Trung Sơn cổ tự nha, cái nhà gió quá trời gió. Ôi đây là cái cảnh là điện gió đó, các chùa điện gió quay rất là đẹp, đẹp quá trời ơi. Mời quý vị các bạn theo chân có đem Hoàng Phương đi ra tham quan cảnh biển nha. Không khí đầu năm thì nó cũng không có tấp nập lắm, ở đây cũng thấy người dân đi chơi đây cũng ít, không có tấp nập như là mấy cái tụ điểm khác, mấy địa điểm khác. Mình ra tới bãi biển rồi nha cả nhà. Đây cũng có rất là nhiều, khá nhiều bạn đến đây để chơi nè. Ra đây để tắm biển. Đó, cảnh biển, sóng biển. Bây giờ dám ra. Bây giờ dọc cái này ngồi đây thôi nè. Nhưng mà phải cho vô chỗ mát thì cứ ngồi đó. Vô góc này nè. Rồi giờ mấy anh em mình đi ra biển nha. Rồi ra đây là nghe sóng biển vỗ này cả nhà ơi, quá trời đẹp luôn. Nước biển trong xanh rồi nha. Đẹp quá. Đó, này là những cái thuyền thúng nè, người ta để đi đánh bắt nè. Đó, nghe tới giờ tới đây là nghe sóng biển rồi, vỗ rồi. Thì cũng ít người đi tắm nha, vậy mấy bãi biển này nó không có còn hoang sơ, nó không có giống như là ở bãi biển Vũng Tàu hay là bãi biển Nha Trang Khánh Hòa nha, nó cũng còn hoang sơ lắm đó. Giờ là nghe sóng biển rồi, giờ mình đi xuống dưới bãi luôn. Bãi biển này nó hoang sơ mà cũng rất là dài nha cả nhà. Nhiều người đi nè, không có đất lâm lâm rồi. Xa là mấy thuyền thúng người ta đang kéo rồi. Đó, thuyền thúng rồi. Bãi biển rồi. Đó, sóng biển. Sóng biển dạt vào. Quá đẹp, quá đẹp. Đó, đó. Sóng biển do lớn nè. Biển rồi này, cả nhà. Trong quá sóng rồi. Không, nước đây nó thấy chứ gà đó nó trong lắm, gà đó trong vắt rồi thấy không? Nước trong xanh luôn á. Ồ, quá trời đã luôn. Nước lạnh quá cả nhà ơi. Ui. Quá đẹp, quá đẹp. Quá được tình được sống rồi. Sống gió vô rồi. Sống cũng lớn ghê luôn nè. Ồ. Oh. Đó hả? Đấy nè. Sống nè. Quá đẹp, quá đẹp. Từng cơn sóng. Mày cái đâu có cố không ta nữa. Được. Đấy rồi đấy. Được. Đấy rồi đấy. Đấy. Sóng biển dạt vào nè. Chạy ra tới cho nó mặc hết người đấy.
đây là cảnh biển, bên kia là đồi núi. Quá đẹp, quá đẹp bây giờ. Thôi, chiếu thủ ra hết đây. Đẩy ra xa. Đâu có bơi, ngâm cái lò cái cổ ra là cái vai ra thôi. Lò ngay vai ra thôi à. Quá đẹp, quá đẹp. Đó, sống rồi, sống cũng lớn rồi nè. Quá đã, quá đã. Rồi, tôi xin khép video đây nha. Tôi chúc quý vị các bạn xem video hay thì hãy like và share đăng ký kênh ủng hộ bà Phương nha.